Nội giáp này kỳ lạ quá, dùng sức mạnh yêu linh hình như không thể thúc giục được nó. Rốt cuộc phải làm thế nào mới kích hoạt được nó đây? Nếu như có Nhiếp Ly ở đây thì tốt rồi. Hắn chắc chắn sẽ biết. Nội giáp, vậy thì ở đây không tiện lắm, buổi tối ta sẽ giúp ngươi. Ta ở đây. Nhiếp Ly, đây là thần thánh hồn giáp, chắc là do một vị đại năng thượng cổ nào đó để lại. Người dùng sức mạnh yêu linh đương nhiên không có tác dụng, phải dùng sức mạnh linh hồn để thúc giục nó. Sức mạnh linh hồn? Cũng không có phản ứng. Kích hoạt thần thánh hỗn giáp là pháp quyết linh hồn đặc biệt. Người dùng sức mạnh nguyên tố bình thường như vậy đương nhiên không thể kích hoạt được. Tới đây, ta dạy ngươi. Đây là pháp quyết linh hồn. Ngươi thử lại xem. Phong tuyết rực long quyết tự mình bắt đầu vận chuyển rồi. Wow, đây là thanh loan phượng giáp. Hồn giáp này là sự tồn tại đứng đầu trong tất cả các thần thánh hồn giáp, còn có hiệu quả cải tử hoàn sinh, phụng hoàng niết bàn đó. Wow, sức mạnh linh hồn mạnh mẽ quá. Linh hồn công kích bậc này, ước chừng ngay cả cường giả võ tông cũng không thể chống đỡ được. Nhiếp Ly, cái đó, mọi người ở thành Quang Huy đều rời đi hết rồi sao? Đương nhiên, đã lâu như vậy rồi mà. Có bọn họ, không bao lâu nữa, thực lực của Vũ Thần Tông ta nhất định sẽ có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, nếu muốn đối kháng với Yêu Thần Tông và Thánh Đế, vẫn cần phải có càng nhiều cường giả hơn nữa gia nhập. Còn có thể đi đâu tìm nhiều cường giả như vậy chứ? Thật ra tiểu linh lung thế giới còn có một nơi có rất nhiều cường giả. Nếu như cũng đưa bọn họ vào Long Khư giới vực chuyên tâm bồi dưỡng thì sẽ có đủ cường giả rồi.